Theo kế hoạch, trước ngày 10 tháng 5 năm 2021, Công an thành phố Uông Bí hoàn thành cấp gần 88.000 căn cước công dân gắn chip điện tử. Để thực hiện mục tiêu này, Công an thành phố Uông Bí đã thành lập các tổ công tác lưu động đến tận các phường, xã, khu dân cư giải quyết hồ sơ cho người dân. Công an thành phố cũng phối hợp với chính quyền địa phương, huy động các lực lượng, đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội trên địa bàn tham gia đôn đốc, hướng dẫn người dân từ việc kê khai hồ sơ đến khi hoàn thiện các thủ tục. Đồng thời tăng cường lực lượng, tăng ca, tăng kíp làm việc vào tất cả các ngày trong tuần từ 7 giờ đến 22 giờ. Trung bình một ngày giải quyết trên 500 hồ sơ. Tính đến ngày 31 tháng 3, Công an thành phố đã giải quyết thủ tục cấp thẻ căn cước công dân có gắn chip điện tử cho gần 40.000 người, đạt trên 40% kế hoạch.